Sau đây là kết quả xổ số Bình Phước thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 9, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5213, 3451, 5495. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2301. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 69119, 57716, 88227, 84625, 92289, 23195, 19105. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 54430, 20232. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 82737. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70735. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 792253. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 792253.